thăm Cuba tìm về cội nguồn cộng sản man dợ, Tô Lâm gửi thông điệp gì? Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại hai quốc gia cộng sản thuần túy thuộc hàng man dợ nhất thế giới. Người dân ở đó vẫn còn đang sống trong thời kỳ tem phiếu, bị ngăn sông cấm chợ, bị buộc phải bán sức lao động rẻ mạt cho nhà nước để nhận lại những nhu yếu phẩm ít ỏi, không đủ cho đời sống tối thiểu của một con người. Có thể nói Fidel Castro là tội đồ của người dân Cuba. Nếu không có Fidel Castro giải phóng người dân Cuba khỏi nhà nước thân Mỹ trước đây, thì nay dân Cuba đâu phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ. Một lãnh tụ cộng sản độc tài dùng mô hình chính trị và kinh tế hà khắc của Lenin áp lên đầu người dân. Kết quả dân ngu dốt, đói nghèo, đất nước thì lạc hậu, bi đát, rồi cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cuba đã đổ lỗi cho đế quốc Mỹ, còn Fidel Castro vẫn được tô vẽ là anh hùng giải phóng dân tộc. Nhật Bản và Hàn Quốc thân Mỹ đã có những bước tiến thần kỳ. Từ nhiều năm qua, họ đã khiến các dân tộc khác trên thế giới phải ngưỡng mộ. Hậu chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản đã tận dụng sự bảo hộ của Mỹ để hồi phục kinh tế một cách ngoạn mục. Hàn Quốc cũng nhờ thân Mỹ nên có được mô hình kinh tế thị trường cởi mở, cùng với tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo đất nước. Hàn Quốc đã tiến thẳng từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới. Cùng lúc, họ cũng dân chủ hóa đất nước để đứng vào hàng ngũ của các quốc gia tiến bộ hàng đầu. Từ sau cuộc đổi mới vào năm 1986 cho đến nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua rất nhiều đời tổng bí thư, nhưng chẳng có ai thật sự cởi mở về chính trị. Sự cải cách của năm 1986 chỉ là sửa chữa những sai lầm do mô hình kinh tế tập trung gây ra. Đấy là sự cải cách nửa vời, bởi cải cách toàn diện phải là cải cách cả kinh tế lẫn chính trị. Hàn Quốc xuất phát từ một chế độ độc tài quân phiệt, nhưng nhờ vào cải cách kinh tế kéo theo cải cách chính trị, nên vào những năm 80 của thế kỷ trước, Hàn Quốc đã có được sự cải cách xã hội toàn diện. Muốn đạt được sự cải cách toàn diện, để đất nước tiến lên, Việt Nam cần đi thêm một bước nữa, đó là dân chủ hóa. Từ nhiều năm qua, Việt Nam vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba, trong khi chẳng hề có lợi ích gì trong mối quan hệ đó cả. Ngược lại, chính quyền Cộng sản Việt Nam thường lấy gạo của người dân Việt Nam để đi cứu đói cho người dân Cuba, trong khi chính giới lãnh đạo Cuba vẫn hàng ngày gây nên cảnh đói nghèo, lầm than, không hồi kết với người dân của họ và họ cũng chẳng chịu đổi mới. Trong khi ngay chính người Việt Nam trong nước, đất những người dân tộc thiểu số ở vùng cao vẫn rất cần nhà nước cấp gạo cứu đói. Chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba chính là tội đồ với người dân của họ. Nếu là một nhà nước văn minh thì không ai lại kết thân với một loại chính quyền như thế. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giữ mối quan hệ gần gũi với Cuba từ mấy chục năm nay. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ được cội nguồn man dợ của mình. Việc Tô Lâm tới La Habana cho thấy ông không thể là một nhà cải cách và không dám tách khỏi nguồn gốc cộng sản. Nhà nước Cuba cũng là nhà nước công an trị, tương tự cách Tô Lâm từng thực hiện chính sách công an trị tại Việt Nam, trong vai trò là người thừa hành, là Bộ trưởng Bộ Công an. Có thể nói, nhà nước công an trị chính là điểm tương đồng giữa Việt Nam và Cuba. Mới đây, khi Tô Lâm đến Mỹ, thì hô hào về một chính sách đổi mới để Việt Nam tiến lên. Nhưng ngay sau đó, kết thúc chuyến đi Mỹ, thì ông lại tìm đến cội nguồn của Cộng sản man dợ. Ngoài ra, mới đây, Tô Lâm cho cơ quan an ninh triệu tập cả tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trí thức bất đồng chính kiến nổi tiếng chỉ vì ông phát biểu trên truyền thông quốc tế. Vậy nên, đừng kỳ vọng gì vào Tô Lâm, rất khó để có một sự đổi mới từ ông ta. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Thăm Cuba tìm đến nguồn cội của Cộng sản man dợ, Tô Lâm gửi thông điệp gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nguyễn Phú Trọng để lại gì? Liệu Tô Lâm có đi theo vết xe đổ hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư rất tham vọng. Ông muốn nắm giữ quyền lực trọn đời và lưu danh sử sách.
Riêng về việc ngồi ghế suốt đời cho đến chết, ông đã toại nguyện. Còn giấc mơ lưu danh sử sách theo cách mà ông muốn thì ông không đạt được, dù ông rất cố gắng. Ông Trọng lập nên lò đốt tham nhũng nhằm hai mục đích. Thứ nhất là dẹp bỏ các thế lực khác giúp ông ngồi ngay suốt đời. Thứ nhì là để lấy tiếng về một ông Tổng Bí Thư thanh liêm mạnh tay diệt trừ sâu bọ trong đảng, mang lại bình yên cho nhân dân. Đây chính là cách mà ông muốn lưu danh sử sách. Rõ ràng ông Trọng chống tham nhũng mạnh tay hơn các Tổng Bí Thư trước đây. Nhưng sự thật, ông càng chống thì chỉ càng phơi bày rõ nét hơn sự xấu xa của thành phần mang thẻ đảng, lâu nay vẫn lên giọng đạo đức trước nhân dân. Ông Trọng bị mắc kẹt giữa hai phạm trù mâu thuẫn nhau mà ông không nhận ra, đó là ông chống tham nhũng nhưng lại bảo vệ nguyên nhân sinh ra tham nhũng. Bởi nguyên nhân sinh ra tham nhũng chính là hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Trọng lại là người bảo vệ Đảng Cộng sản đến hơi thở cuối cùng. Thực tế cho thấy ông Trọng càng chống thì tham nhũng càng tăng. Ngay cả những người thân cận được ông chọn kế vị cũng tham nhũng khủng khiếp, để rồi bị Tô Lâm đánh cho gục. Hiện nay ông Trọng được Ban Tuyên giáo thần thánh hóa, tuy nhiên những điều họ tuyên truyền lại chẳng có giá trị lịch sử gì. Ngay cả ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp cũng chỉ là những ông thánh được tuyên giáo tô vẽ mà thôi. Đời thực của họ hoàn toàn khác như vậy. Lịch sử các nước cựu Cộng sản trên thế giới đã chứng minh rằng sau khi chế độ Cộng sản ở các nước này sụp đổ thì hồ sơ về các lãnh tụ Cộng sản cho thấy họ đều là các tội đồ. Những thứ xây dựng trên nền tảng Cộng sản đều là phù phiếm, chỉ để lại ô danh trong sử sách. Nguyễn Phú Trọng không thể làm nên điều vĩ đại để mà lưu danh sử sách thì những điều mà tuyên giáo tô vẽ về ông cũng chỉ là phù phiếm. Ngày sau, lịch sử đất nước cũng chỉ ghi nhận ông là một người Cộng sản bảo thủ, kéo chậm sự tiến bộ của quốc gia, chứ không phải là nhân vật vĩ đại gì cho cam. Là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng, dẹp bỏ mọi thế lực chống đối trong suốt một thời gian dài, ông Trọng có cơ hội rất lớn để mà làm nên lịch sử nếu ông dám dẹp bỏ Đảng Cộng sản để dân chủ hóa đất nước như Gorbachev của Liên Xô trước đây. Tuy nhiên, ông Trọng đã không làm, ngược lại ông còn ra sức bảo vệ cho cái di sản tệ hại này để nó tiếp tục tàn phá đất nước cho đến ngày hôm nay. Vậy câu hỏi đặt ra là, với ông Tô Lâm thì sao đây? Liệu ông Tô Lâm có đi vào vết xe đổ của Nguyễn Phú Trọng đã mắc phải hay không? Bất kỳ một ai khi đã lên được chiếc ghế Tổng Bí Thư đều có cơ hội để lưu danh sử sách với tên tuổi vượt qua Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Những bước đi gần đây cho thấy ông Tô Lâm có nhiều cái mới hơn so với Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đấy chỉ là chiêu bài chính trị hay là thiện chí thực sự của ông thì vẫn chưa thể kết luận cho được. Với quyền lực của một Tổng Bí Thư trong tay, ông Tô Lâm hoàn toàn có cơ hội để tạo nên cơn địa chấn chính trị và đưa đất nước tiến lên. Đã rất nhiều đời Tổng Bí Thư hô hào rất mạnh miệng, nhưng rồi đất nước thì vẫn nghèo nàn, lạc hậu, bất công và mất tự do. Còn nhớ vào năm 2006, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh cũng hô hào đưa đất nước trở thành nước công nghiệp tiên tiến vào năm 2020. Nhưng rồi đã thất bại, thảm hại. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn là bởi còn tồn tại Đảng Cộng sản. Nếu Tô Lâm muốn làm nên lịch sử, ông hoàn toàn có thể, nếu ông đủ can đảm để loại bỏ cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Nếu không, ông cũng chỉ đi vào vết xe đổ của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Phú Trọng để lại gì, liệu Tô Lâm có đi theo vết xe đổ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de